Kết thúc năm 2023, dù các chỉ số kinh tế vĩ mô cho thấy có cải thiện trong quý 4, nhưng nhiều doanh nghiệp cho biết việc sản xuất kinh doanh trên thực tế vẫn rất khó khăn. Bước sang năm 2024, các doanh nghiệp đều nỗ lực và thận trọng với kỳ vọng có thể thoát được đáy khó khăn. Đã bắt đầu có đơn hàng, nhưng doanh nghiệp này vẫn chỉ ký hợp đồng từng tháng với các đối tác. Họ vẫn thận trọng và mong chờ có cơ hội tốt hơn, bởi hiện đơn giá quá thấp, không có lợi nhuận. Hiện nay cái đơn giá may mặc nói chung ấy thì khách hàng nó tốt nhất cũng chỉ bằng 70-80% cái đơn giá trước kia, tức là trước năm 2023, và những đơn giá thấp nhất chỉ còn có 50% thôi, cho nên mà cái năng suất của người lao động là rất là thấp. Năm 2023 vừa qua đã có những tín hiệu phục hồi trong khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực sản xuất công nghiệp có tăng trưởng cao hơn trong hai quý cuối năm. Tuy nhiên, đa phần doanh nghiệp vẫn trong trạng thái thận trọng khi bước sang năm 2024, bởi nhiều dự báo cho thấy tình hình kinh tế sẽ không tích cực như kỳ vọng. Chúng tôi năm nay thì sẽ không dành những cái kỳ vọng quá lớn về mặt mục tiêu tăng trưởng về lợi nhuận và doanh số, nhưng chúng tôi sẽ đặt ra những cái mặt tăng trưởng bền vững hơn, có thể đạt được liên quan đến những cái nguồn lực trọng yếu như là ví dụ như là phát triển về mặt năng lực của đội ngũ hay là tập trung cho phát triển R&D. Các cái tổ chức quốc tế cũng đánh giá các cái nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, thì chúng tôi cho rằng là cái ngành lĩnh vực đặc biệt là công nghiệp chúng ta cũng có cái cải thiện và có cái tăng trưởng tốt hơn, tuy nhiên là cái mức độ mà đột phá thì cũng chắc là chưa có cái đột phá lớn. Trong năm 2024, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của chính phủ cũng như các bộ ngành trong việc tháo gỡ nhiều rào cản kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ về lãi suất, thúc đẩy đầu tư công, qua đó tạo đà để doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ hơn trong giai đoạn cuối năm nay và năm 2025.